Xin chào các bạn, các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh youtube ô tô giá rẻ. Những mẫu xe thống trị phân khúc trên thị trường Việt. Với doanh số áp đảo, các mẫu xe Ranger, Everest, Camry và Spander là những vị vua trong phân khúc của mình. Theo cáo bán hàng của Vama công bố, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường quý 1, 2024 đạt 58.165 xe. Nếu như trong tháng 1 và tháng 2, sức mua giảm sút nghiêm trọng thì trong tháng 3 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ các hãng xe đều có sự bứt phá, hầu hết các mẫu xe đều trên đà hồi phục. Trong số đó, nhiều mẫu xe có doanh số bán ra vượt trội. Nếu tính riêng trong phân khúc của mình, con số này thậm chí gấp nhiều lần tổng doanh số của các đối thủ khác cộng lại. Ford Ranger là mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu Mỹ, Ranger luôn có doanh số bán ra ổn định trong suốt hành trình của mình tại Việt Nam. Đây được xem là ông vua bán tải với những con số bán ra ấn tượng. Xét trong phân khúc bán tải, trong số các mẫu như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT50, Nissan Navara, Ranger luôn tỏ ra vượt trội. Riêng trong tháng 3 năm 2024 có đến 1.539 chiếc Ford Ranger đến tay người tiêu dùng. Tính trong cả quý đầu năm nay, Ranger là mẫu xe có doanh số bán ra ấn tượng nhất thị trường với 3.562 chiếc được tiêu thụ. Bán tải Ranger thống lĩnh thị trường trong 3 tháng đầu năm với 3.562 chiếc được bán ra. Ford Ranger là xe bán tải tiên phong đi theo phong cách bán tải du lịch khi cân bằng được nhiều tiêu chí cùng lúc như thiết kế, trang bị, vận hành và giá bán. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi mẫu xe nhà Ford luôn dẫn đầu phân khúc bán tài về doanh số. Các phiên bản của Ford Ranger có giá niêm yết dao động từ 659 triệu, 1,299 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản Storm Checker vừa ra mắt không lâu với giá 1,039 tỷ đồng và được bán độc quyền qua nền tảng trực tuyến. Ford Everest, thêm một mẫu xe ưu tú khác đến từ thương hiệu Ford Kia Everest, liên tiếp có những doanh số ổn định trong những tháng trở lại đây. Theo đó, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ đê tại Việt Nam với 899 xe bán ra trong tháng 3 năm 2024, tăng 156,1% so với tháng liền trước, 351 xe. Trong quý 1, 2024, tổng doanh số của Everest đạt 2.035 xe, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe này hiện chiếm 54% doanh số của toàn phân khúc, trong khi các mẫu xe khác chiếm 46%, cho thấy Everest bán được nhiều hơn tổng số xe bán ra của các đối thủ cộng lại. Everest hiện là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong phân khúc này, nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa khả năng của một chiếc SUV dành cho đường trường và một chiếc crossover thích hợp cho đô thị, mẫu xe này sở hữu cả hiệu suất vận hành ổn định và trang bị tiện nghi cao cấp cùng với thiết kế bắt mắt của thế hệ mới. Vào đầu tháng 4 2024, hãng cho ra mắt phiên bản Everest mới nhất với nhiều tính năng cao cấp. Hiện tại, xe có tới 6 phiên bản với mức giá trong khoảng từ 1,99 đến 1,545 tỷ đồng. Các phiên bản Ambient, Sport và Titanium của Everest sử dụng động cơ diesel i4 2 lít tăng áp đơn, trong khi hai phiên bản cao cấp titanium cộng. Quay trách và phiên bản platinum mới được trang bị động cơ diesel 2 lít biturbo. Toyota Camry trước sự lên ngôi của những mẫu xe gầm cao đa dụng trong những năm gần đây, các mẫu xe đan nói riêng và xe gầm thấp nói chung ngày càng mất dần đi sức hút. Tuy nhiên, nếu xét trong cùng phân khúc gầm thấp cỡ đề, Toyota Camry vẫn khẳng định được vị thế ngôi vương của mình khi bỏ xa các đối thủ. Theo cáo báo bán hàng mới nhất của Vama, sau 2 tháng đầu năm 2024 sụt giảm mạnh, doanh số của Toyota Camry trong tháng 3 đã tăng trở lại. Cụ thể, mẫu xe sedan cỡ đề của Toyota đã bán được 131 xe, tăng 61,7% so với tháng trước, 81 xe, giảm tới 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái, 315 xe. Tính hết quý 1, 2024, mẫu sedan này đạt 315 xe bao gồm cả xe xăng và xe hybrid, giảm 60,3% so với quý 1, 2023. 794 xe. Toyota Camry thống lĩnh phân khúc sedan cỡ D. Xét rộng trong cùng phân khúc, Toyota Camry vẫn có số bán ra vượt trội, thậm chí gấp đến 3 lần so với đối thủ xếp vị trí thứ hai trong phân khúc là Mazda 6 với chỉ 106 chiếc. Tại Việt Nam, Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đang cung cấp 4 phiên bản 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV với giá bán từ 1 tỷ 105 triệu đồng đến 1 tỷ 495 triệu đồng. Mitsubishi Spander Mẫu MPV đa dụng đến từ Mitsubishi luôn khẳng định được vị trí độc tôn của mình khi một mình một ngựa trên đường đua, bỏ sau lưng một khoảng cách rất xa doanh số so với các đối thủ. Sau một tháng đánh mất ngôi đầu vào tay Ford Ranger, vua doanh số 2023 là Mitsubishi Spander đã trở lại vị trí số 1 vào tháng 3 năm 2024. Cụ thể, mẫu MPV đến từ Nhật Bản được 1.582 xe, tăng tới 147% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, đã có tất cả 3.508 chiếc Mitsubishi Spander bàn giao tới tay khách hàng. Bỏ ra các đối thủ liền sau là Suzuki XL7 1.346 xe, Toyota Veloz Cross 968 xe. Qua đó chứng minh Spander đang là mẫu MPV không đối thủ trên thị trường, trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người Việt. Spander đã trải qua một đợt nâng cấp vào tháng 6 năm 2022 và hiện có 4 phiên bản, máy tính, an toàn, an toàn premium và Spander Cross. Tất cả đều được trang bị động cơ 1.5 lít, Giá bán của Spander nằm trong khoảng từ 560 đến 658 triệu đồng. Riêng bản Spander Cross mắt vào cuối tháng 2 năm 2023 có giá là 698 triệu đồng. Omoda và Jiyaku đã tổ chức trải nghiệm xe trước khi ra mắt thị trường Việt Nam. Trong hai ngày, ngày 18 và ngày 19 tháng 4, thương hiệu ô tô Omoda và Jiyaku đã tổ chức sự kiện lái thử xe cho hơn 20 đại lý và các đơn vị truyền thông tại Hải Phòng trước khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Dream Dragon Resort tại Hải Phòng, các dòng sản phẩm như Omoda C5, E5 và Jeku G7 đã thu hút sự quan tâm của đại diện từ các đại lý và truyền thông ô tô, đồng thời nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau sự kiện trải nghiệm này. Omoda C5 với phong cách năng động Art in Motion và E5 với tinh thần ánh sáng và chuyển động đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với các đại lý và truyền thông. Thiết kế hiện đại trẻ trung của các mẫu xe này được đánh giá là sẽ chinh phục được giới trẻ Việt Nam. Một điều đáng chú ý là mẫu xe Jiku G7 đã thu hút sự chú ý đặc biệt với khả năng vận hành mạnh mẽ và sự linh hoạt trên mọi địa hình. Trải qua các thử thách trên cát và địa hình gồ ghề, G7 đã chứng tỏ được sức mạnh của động cơ và hệ thống lái thông minh ADIS mang lại cho người lái cảm giác hồi hộp và thú vị. Sau khi ký liên doanh tại Việt Nam, Omoda và Jiku đã bắt đầu ghi nhận sự quan tâm đặc biệt đối với mẫu xe Jiku G7 tại thị trường này trải qua những thử thách trên cát và địa hình gồ ghề, G7 đã chứng tỏ sức mạnh của mình và khả năng làm chủ mọi điều kiện đường xá, từ đó thể hiện sự thông minh và tin cậy của hệ thống lái Argus. Sự kiện không chỉ là dịp để trải nghiệm các mẫu xe mới mà còn là cơ hội để các đại diện từ các đại lý và truyền thông trao đổi trực tiếp với các giám đốc điều hành cấp cao của Omoda và Jieku. Điều này giúp cho thương hiệu không chỉ hiểu sâu hơn về mong muốn của khách hàng mà còn nhận được những phản hồi và đề xuất cải tiến quý giá. Đại diện của Omoda và jeku cho biết trong năm 2023 thương hiệu này đã đặt cột mốc xuất khẩu hơn 160.000 xe và mục tiêu mở rộng thị trường toàn cầu trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, sự hợp tác giữa Gelesimco để xây dựng nhà máy sản xuất mới tại Thái Bình cũng củng cố chiến lược nội địa, mang lại những sản phẩm công nghệ cao với giá cả phù hợp cho người tiêu dùng Việt Nam. Với sứ mệnh trở thành thương hiệu ô tô hàng đầu về sự hài lòng của khách hàng tại Việt Nam, Omoda và Jeku đang không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày, bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.